Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ hai ngày 22 tháng 7, ngày thứ 880 của cuộc chiến Ukraine. Chúc quý vị một tuần mới vui vẻ, mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và hãy đến với những thông tin liên quan tới các hoạt động tấn công chiến thuật của các bên. Ngày hôm qua thì và các cái thông tin xác nhận về việc Phía nga đã sử dụng những quả tên lửa Iskander để tấn công vào hai đoàn tàu của Ukraine ở khu vực lưng chừng Kharkov với Torex. Thế nhưng đó là lữ đoàn số 41 cơ giới. Lữ đoàn này thì là lữ đoàn còn nguyên 100% công lực, quý vị ạ. Và nó là lữ đoàn dự trữ chiến lược. Đấy, đây là một cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng một lữ đoàn ở đầu trước 50 là một lữ đoàn dự trữ chiến luật rất quan trọng để mà đại khái là dự trữ cho những tình trình tình hợp trường hợp mà khẩn cấp đấy. Đấy, thế thì chúng ta cũng biết rằng là những ngày vừa qua thì phía Nga đã gây sức ép khủng khiếp cho vùng Torex, New York đúng không ạ? Cho nên là nó đã được điều ra đấy, để mà ứng cứu cho vùng Torex. À, một tiểu đoàn của họ đã chiến đấu ở khu vực này rồi, à, cũng ra cách đây khoảng một tuần và như vậy trên đường đi từ qua hướng Poltava à, đến khu vực à, đây đã bị phía nga theo dõi ở đây thì chúng ta có thể thấy một cái vấn đề là như thế này nếu chúng ta quan sát vào những cái hoạt động tấn công chiến thuật của phía nga thì họ có một cái sự ưu thế vượt trội so với Ukraine ở cái khoản này có nghĩa rằng là khi họ đánh nhau với một cái đơn vị nào ở tiền tuyến ấy thì trước khi đánh nhau họ thường tìm cách để săn lùng mục tiêu của các cái kho đạn, các cái hậu cần và những cái địa điểm đóng quân của đơn vị đó. Chúng ta thấy tưởng tượng như là trường hợp lữ đoàn 110 bị săn lùng đủ nơi đánh trước khi mà tấn công Adipka, đúng không ạ? Cho nên là cái lữ đoàn đấy nó te tua hết, không còn sức chiến đấu đầy đủ nữa. Đấy, và phía Nga thường làm cái điều đấy rất là thành công. Sau đó thì họ không chỉ săn lùng những lữ đoàn đang chiến đấu tích cực trên chiến tuyến, mà còn những cái lữ đoàn có những cái đơn vị dự trữ ở ngay hậu tuyến, đấy và những đơn vị mà có khả năng được cử ra chiến tuyến để theo dõi hành trình bởi vì tại sao khi họ theo dõi như thế này ấy, thì uh, thường ukraine rất ít khi để ý về vấn đề là nga trinh sát những cái mục tiêu mà ở đằng sau đúng không ạ ukraine thì thường quan tâm đến những thứ trước mặt còn phía nga thì là hay quan tâm tới uh, cái phía đằng sau lưng kẻ thù của mình từ đầu cuộc chiến bây giờ đã thế đấy, và họ thường chộp được những cái mẻ lưới rất to như vậy là nóm đi tóm lại thì ukraine không bao giờ làm cái việc như vậy khi mà họ uh, biết được là quân lực của phía nga chiến tuyến nó là đơn vị nào nhưng mà họ không bao giờ tìm cách để họ xử lý được những cái đó tất nhiên thì cũng không phải là dễ đối với ukraine bởi vì là họ không có khả năng tấn công tầm xa một cách chính xác tuyệt đối chắc chắn như phía nga đúng không ạ Thế nhưng rõ ràng chúng ta cũng thấy là dù sao thì họ cũng khá, không đầu tư cho cái việc đó Và họ thường đầu tư vào việc tấn công những cái mục tiêu tĩnh Đấy và lại khá những mục tiêu mang tính chất truyền thông Thế còn phía Nga thì ngược lại Và cái điều này nó thay đổi cuộc chiến rất nhiều Nếu mà chúng ta quay trở lại vài tháng thì chúng ta sẽ thấy rõ ngay Là các đơn vị chiến đấu như vậy tất nhiên là cái sức chiến đấu nó yếu hơn hẳn Bây giờ chúng ta tưởng tượng là cái lữ đoàn số 41 khi đi ra chiến tuyến Để mà đánh nhau mấy quân Nga ở mặt trận ác liệt như thế này đúng ạ à. mà trên đường đi nó đã bị phá hủy nó đã bị loại khỏi vòng chiến đấu 240 nhân sự đúng ạ à. mà tất nhiên là người ta cử từng tiểu đoàn ra chứ không ai người ta cử hết tất cả mọi thứ ra thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng họ đã mất đi một nửa tiểu đoàn Đấy. trang thiết bị hôm qua thì chỉ riêng xe bọc thép chiến đấu thôi đã phải lên tới bộ 30 rồi chưa kể các loại xe khác có phải lên tới 60 đấy đúng không ạ như vậy là một cái nguồn lực nó cực kỳ lớn mà rõ ràng nếu đơn vị này mò ra chiến tuyến gần như là phải đưa về hậu phương để hồi sinh cấp cứu khẩn cấp tất nhiên là người ta sẽ không được đưa về người ta sẽ ra đấy người ta giao chiến và với tình trạng chiến đấu như vậy thì người ta sẽ nhanh chóng hứng chịu những cái thất bại bởi vì một cái đội quân mới toanh ấy mà cứng cựa đi ra chiến trường mà bị vùi dập như thế này đánh bị phổ đầu này quý vị ấy, thì có nghĩa rằng là cái tinh thần chiến đấu của họ nó không còn nữa đâu Đấy, như vậy chúng ta thấy là Nga làm rất giỏi cái việc này. Theo dõi các đội quân ở hậu tuyến chiến thuật và chiến lược. Đúng không ạ? Còn Ukraine chỉ quan tâm tới cái chiến địa thôi. Các cái đội quân chiến địa mà thôi. Uh, 240 mới một đống như này quý vị bảo đánh bắn giết đến bao giờ mới cho nó hết được. Đúng không, quý vị? Mới tiêu diệt được như này của một đơn vị rất khó, cực kỳ lâu. Đấy, thế nhưng mà chỉ bụp uh, bụp phát thôi là đã ra đi. Xóa sổ luôn vâng còn lại thì một cái thông tin đến từ một quý vị nói rằng ở odessa hôm qua đúng không ạ thì hôm nay một nhà báo của hà lan đã trích dẫn lời thông tin chính từ thông tin nguồn sau này thì sau khi mà anh đến ukraine xong thì anh đã trở thành một cái gọi là nhà báo độc lập về quân sự anh đã báo cáo mặc dù quan điểm thân phương tây nhưng mà cũng báo cáo là đã có tới một nhóm người Uh, lính đánh thuê của nước Anh tinh nhuệ gọi đặc nhiệm Anh ấy, từ đơn vị SAS tức là đơn vị đặc nhiệm đã bị tên lửa của nga tấn công và uh, 18 người đã bị thiệt mạng 25 người đã bị thương đấy, và đây là một người phụ nữ xin lỗi quý vị và đây một nhà báo Anh đấy, một nhà báo Anh có gốc Hà Lan và là một người có quan điểm rất là thân với lại phương Tây và cô ấy báo cáo như vậy đã có tới 43 người bị loại khỏi vòng chiến đấu. Và đó là đặc nhiệm anh quý vị nhé. Cái đơn vị đặc nhiệm SAS của anh thì chúng ta cũng đã biết rồi. Là rất là khét tiếng. Điều này càng khẳng định một vấn đề nữa là thực sự là người Anh đã tham gia rất sâu vào trong cuộc chiến. Đúng không ạ. Chẳng qua là họ nói mang tính chất đánh thuê cho nó sang mồm mà thôi. Vâng, và hôm qua thì Bộ Quốc phòng Nga buổi chiều cũng tuyên bố họ đã bắn hạ một tên lửa, ở một hệ thống HIMA à, cộng với lại một kho đạn 400 tấn ở đâu đó à, chiến tuyến. Còn lại thì hôm qua chúng ta cũng biết buổi chiều Nga tấn công vào rất nhiều, đúng không ạ? À, rất nhiều toàn bộ những cái cái trục mà xung quanh khu vực ven biển và cái bờ sông Repo này. Vào các hạ tầng không quân, nhà máy điện, nhiệt điện, thủy điện, các loại điện năng lượng dầu mỡ rồi là nước nôi vân vân. Về phía Ukraine thì họ tấn công USV năm chiếc và ATAC không biết bao nhiêu chiếc nhưng mà cũng chưa có thông tin gì về tổn thất. À, như vậy là hôm qua thì cái chiến thuật đã nghiêng về phía Nga. Và Nga có một mẻ cá rất lớn đúng không ạ? À, vâng, rất nhiều quý vị quan tâm tới hải sản. Cứ nghe thấy mẻ cá là bắt đầu vỗ tay hoan hồ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những giao chiến trên thực địa một ngày thứ hai à, và một ngày thứ hai của họ có nghĩa là cuối tuần của họ đấy. Đầu tiên thì hãy đến với khu vực Hiboka ở vùng Khắc Cốp. Như vậy là những thông tin mà chúng ta đã dập dò vào ngày hôm qua khi mà phía Nga đã có những động thái phản công ở đây. Thì cuối cùng bây giờ đã có cái kết luận là phía Nga đã đánh bật Ukraine phần lớn ở các cái khu vực phía Bắc này. Đấy, và cả khu vực phía nam nữa, một chút về được phía nam nữa, coi như là mất phần lớn rồi, chỉ còn lại một phần là vùng xám và một hai cây nhà dân cấp 4 ở mé ngoài thôi. Đây này. Đấy, còn lại là vùng xám màu trắng. Còn lại các vùng màu tím là Nga mới chiếm lại thì rất là rộng và chiếm luôn cả phía này từ ngày hôm qua cơ. Tức là nhà kho này. Đấy, và như vậy thì Nga đã xóa sổ cái chiến tích của ukraine ở vùng Hiboke đúng không ạ, một cái uh, nỗ lực của họ rất lâu tuy nhiên thì đây là một cái bản đồ thôi cũng uh, xác nhận rồi chúng ta cũng chưa tin cậy 100% nhưng mà cái người làm công tác bản đồ trên này này khác với lại cái người này nha quý vị nhé người này thì người ta lấy dữ liệu của bản đồ đó và những cập nhật để người ta vẽ thêm còn cái người gốc bản đồ này người cập nhật người ta chưa làm việc đó mà người ta nói là hôm nay sẽ có rất nhiều cập nhật trên toàn chiến tuyến và như vậy có khả năng là cái uh, cập nhật nó nghiêng về phía Nga nó phải đến 9 trên 10 trên 1 đúng không ạ? Tầm đấy. Thậm chí là 10 trên 0. Gần đây thì thỉnh thoảng Ukraine có tái chiếm được một vài phần ở khắc cốp. Nhưng mà không nếu không bình thường thì gần như là chúng ta cứ đưa khoảng 20 trên 1 cho nó nó đẹp. Rất là phù hợp với lại những cái tỷ lệ Ukraine thường hay nói đúng không ạ? Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là Nga đã tái chiếm hết tất cả cái vùng phía Bắc đúng không ạ và vùng phía dưới chỉ còn lại một hai nhà dân thực ra thì bây giờ cũng xong rồi đại loại như vậy uh, có thể Ukraine vẫn còn ở đây tôi nghĩ rằng họ sẽ còn ở đầu làng này bởi vì họ uh, bên này thì họ rất là khó giữ đúng không ạ thì cái câu chuyện ngày hôm qua nó rất là thú vị Ukraine đã đưa khoảng 6 cái xuồng cao tốc dọc theo khu vực bờ sông này chọc thẳng vào khu vực này đỉnh đổ bộ tấn công lên Uh, cái trung tâm của bình Hiboke. Đấy, tuy nhiên khi mà họ đến cái sát danh giới này và đã bắt đầu tiến hành đổ bộ thì pháo kích của nga đã tấn công dồn dập vào khu vực đó uav rồi các thứ linh tinh uh, sau đó thì gần như toàn quân đó đã bị uh, đại khó, ý là loại khỏi vòng chiến đấu hoặc là những người còn lại thì dắt lại trong một số cánh rừng như thế nào đó và cuối cùng thì cái mũi tấn công đó của Ukraine họ đã bị thất bại dẫn tới việc là sau đó thì phía Nga cũng giải quyết luôn nốt tất cả những cái vùng còn lại Đấy, và dẫn tới cái việc chúng ta có cái bản đồ như ngày hôm nay thực tế bây giờ thì nó ở điểm nào thì chúng ta cũng không biết đích thực được nhưng mà cái điều quan tâm nhất của chúng ta là cái thế trận đúng không ạ là ukraine đã có một cái đợt phản công rất hay rất độc đáo là theo xuồng hôm trước thì họ đã mò lên đây nhưng mà cũng thất bại đợt hôm nay thì ở đây là thất bại ở đây cũng thất bại ở đây cũng thất bại và trên này cũng không thay đổi gì đáng kể đấy thế thì sau một tuần giao tranh là ukraine đã mở rộng được cái này ra khá to Thế nhưng sau đó đã bị phía Nga trong khoảng 3 ngày, đúng không ạ, họ đã tái chiếm dần dần. Những khu vực này khiến Ukraine rất khó có thể tiến thêm. Đấy, chặn đây, chặn đây. Khiến Ukraine không thể chọc được vào sườn của phía Nga từ phía trên. Cho nên là những đợt tấn công càng sâu thì càng bị xa rời cái hậu phương, hậu cần rồi các loại hỗ trợ, mặt trận hỗ trợ của họ cho nên họ đã yếu dần đi, đúng không ạ. Và đấy như chúng tôi đã nói với quý vị thôi là dấn thân vào sâu như thế này mà không đánh thêm được. Thì cái khả năng bị toang là rất cao. Và điều đó đã xảy ra đối với Ukraine. Bây giờ chúng ta sẽ cần chờ thêm là Ukraine có đưa quân vào ứng cứu không. Khả năng cũng không phải là thấp quý vị ạ. Chắc chắn rằng là Ukraine không thể từ bỏ được. Bởi vì mỗi cái hiệu Bokeh này thì nó mới có được tí đại khái là thay đổi đúng không ạ. Đấy chọc ngoáy được một tí. Và làng này trông nó cũng như kiểu mất đến nơi rồi đấy. Đấy đúng không ạ. Đấy đã khoét được ở này này, đây này, ở trên này mà bây giờ để mất lại thì cũng phí và chưa tiến được vào trong trung tâm, cho nên khả năng cao thì Ukraine cũng sẽ gọi là đưa quân đến để giải cứu cho vùng đấy. Và chúng ta sẽ đi qua cái thông tin về tổn thất Ukraine ngày hôm qua là ngày thấp kỷ lục trong vòng uh, chắc là phải một tháng rồi, hơn tháng, hai tháng ấy, 1.700, trong đó vùng khắc Kharkov 145 thấp nhất mọi thời đại, đúng không ạ? 520 Cuban vẫn rất cao và vùng Bắc Mút, Bắc Bắc Mút đã thấp xuống 510, nhưng vị trí cao nhất cho Cuban. Và chúng ta để ý này, là những khoản mà tổn thất nó ít đi ấy, thì hầu hết là nó đến từ chiến trường xung quanh Bắc Mút. Đúng quý vị và thứ hai là khắc Cốp. Thời điểm mà khắc Cốp mà cứ tiếp xúc với khoảng 3.000 và ở vùng trận trận Cha gia còn bên bờ sông tay phải. Thì lúc nào nó cũng tầm tầm 700 đúng không ạ? Cho nên nó đã dẫn tới cái việc là tổn thất Ukraine lúc bấy giờ toàn lên 2000. Thế nhưng sau khi mà cái vùng Cha gia nó đã kết thúc giao tranh ở phía bên 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 vết thương hở ấy, tức là bên phải bờ sông ấy thì chúng tôi đã từng nói là nó sẽ giảm một cách đáng kể cái tổn thất bởi vì uh, các mặt trận khác kể cả như là Khắc Cốp hay là các mặt trận khác hiện nay kể cả Adipka đi chăng nữa à, nhưng mà sẽ không đối với nga nó sẽ không hiệu quả bằng cái ra cái việc mà tạo ra một cái trận địa bên bên này bờ sông đấy và những thành trì quan trọng của kẻ địch thì là một cái trận địa lý tưởng để mà có thể bào mòn tiêu hao bởi vì kẻ địch sẽ tiếp tục đổ quân vào cho đến khi nào gọi là cạn cạn kiệt mà thôi thế nhưng mà phía nga đã đánh mất rồi đúng không ạ đánh mất cái thì từ đến giờ chúng ta thấy rằng là cùng lắm một hai ngày chúng ta mới thấy ở trên 600 còn đâu nó đã giảm xuống dưới 600 còn trước đó thì nó toàn tầm 700 và có ngày nó lên 800 thì như vậy nói để chuyện đó để làm gì để chúng ta thấy một điểm rằng là không phải lúc nào chiếm là tốt đấy chúng ta để ý trên chiến trường không phải lúc nào chiếm là tốt tất nhiên cuối cùng thì chiếm là tốt thôi đúng ạ à, nhưng mà không phải lúc nào cứ thắng cũng là tốt đâu à, thắng một cái uh, trận chiến nhưng mà có khả năng sẽ thua một cuộc chiến và ngược lại và tôi để ý đấy bây giờ thì Nga mới hay đánh chiếm như vậy Chứ còn từ trước cái này họ rất là khôn Họ toàn để là ở thế không thắng Đúng không ạ? Và không thắng gây ra cho một cái sự chảy máu của nguồn lực UK một cách kinh khủng đấy, Còn nếu như mà chiếm rồi thì vết thương nó, nó lành lại Nó không còn chảy máu nữa, đúng quý vị? Không mất hồng cầu, bạch cầu nữa Và một lý thuyết cũng khá giống với cái việc là Bảo người Mỹ mãi đánh nhau mãi chả bao giờ thắng cả Đúng không ạ? bởi vì thắng thì làm sao mà kiếm được tiền đúng không <laughs> chỉ có thua thì mới có thể kiếm được tiền à không phải là thua mà ý nói rằng là cuộc chiến mang tính chất vết thương hở có nghĩa là cuộc chiến không kết thúc đúng không ạ không có thắng thua thì mới kiếm được tiền mà về sau trước khi cuối cùng ấy mà phải kết thúc thì lên thua bởi vì thua thì mới để lại trang thiết bị vũ khí được đúng không ạ thì mới về mới mua được vũ khí mới ví dụ như người ta có thể tới hàng chục tỷ thậm chí là nhiều chục tỷ tiền vũ khí ở Afghanistan thì về nhà người ta mới đặt hàng mới được chứ cho nên người mỹ đâu có tiếc cả thế giới cứ chê cười người mỹ là để lại vũ khí cho taliban nhưng thực ra là nó có dụng ý của nó đấy để lại vừa được tí ân tình đúng không và taliban thì đã quay phim chụp ảnh cảm ơn tổng thống joe biden rồi đúng không còn trong khi đó ông joe biden thì được các nhà tài việt vũ khí đưa lên tận mây xanh vậy đã đưa ra những quyết định hết sức là hợp lòng người và tất nhiên là hợp lòng người giàu đúng không ạ mở ngoặc đóng ngoặc chứ còn người dân thì khóc thép Vâng, tất cả những vài chục tỷ đô la đấy nó là tiền đóng thuế của người dân hết và nó chỉ chuyển từ túi người dân nghèo sang từ túi người dân giàu mà thôi. Bởi vì Bộ Quốc phòng sẽ lấy tiền thuế của dân, đúng không? Để mà mua vũ khí từ các nhà tay phiệt. Vậy thôi, đơn giản. Ngày hôm qua thì phía Ukraine tổn thất một trực thăng Mi-8 và hình như đâu có Su-25 nữa. À, 4 xe bọc thép chiến đấu, 33 hệ thống pháo, 28 xe khác các loại. Uh, hệ thống phóng Hima, hệ thống phóng rocket mơ, uh, loại rất là lạ là là rác xác chỉ có 8 hệ thống được đến Ukraine, 40 UAV, hệ thống tác chiến điện tử ANTPQ50 uh, Enclave. Như vậy là ngày hôm qua thì tất cả các chỉ số về tổn thất đều thấp so với bình thường. Nhưng những ngày như thế này ấy, thì chỉ số tổn thất chiến thuật nó lại lên cao. Đấy, à, ví dụ chúng ta thấy rằng là Hima này bị bị này, rồi 12 kho đạn này cũng là một con số khá kỷ lục đúng không ạ? Rồi nhà kho đạn 400 tấn này cũng bị phá hủy này, à, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở dọc bờ sông Nepo à, cũng bị phá hủy à, như vậy là thông thường chúng ta như vậy. Thì à, tại sao ngày hôm qua nó ít? Tại vì ngày hôm qua nó là ngày à, cao điểm cuối tuần của họ đúng không ạ? Cuối thứ bảy và đầu chủ nhật của chúng ta. Tuy nhiên trên chiến trường thì chúng ta thấy rằng nga vẫn tiến quân rất là ác liệt, à, chỉ có cái tổn thất thì nó thấp hơn thôi. Đấy và như vậy chúng ta sẽ đã có tình hình chung thông qua cái ngày hôm qua như vậy. Còn ở hướng này chúng ta chưa có thông tin gì ở Staridista sau khi nga phản công tái chiếm lại được cánh bên trái, còn à, ba gọng à, ba mũi à, cứ điểm của phía nga vượt bờ sông sang cũng chưa có thông tin gì thêm. Chúng tôi chỉ biết là cái hướng phía bắc là có vẻ nhộn nhịp nhất và đang có những dấu hiệu đánh mở rộng căn cứ ra phía ngoài và những cái dấu hiệu này sẽ rất đáng ngại cho Ukraine trên đường dài thường là Ukraine họ sẽ không để ý chuyện trên đường dài đâu họ nghĩ rằng nga đánh chiếm ở đây nó chưa đe dọa đến thế nhưng mà cũng không biết đâu được một những cái cú chọc của phía nga bất ngờ đúng không ạ cũng có thể đánh thốc vào khu vực phía tây vô tràn và hóa giải toàn bộ trận địa ở đây ukraine sẽ phải bãi bình toàn bộ hướng vô tràn nếu như mà bị phía nga chọc hướng đó sau khi Nga chọc hướng đó thì Nga bắt đầu chiến dịch bên tay phải. Lúc bây giờ Ukraine không còn cái gì để có thể tiếp ứng cho toàn bộ cánh quân hàng chục làng ở đây nữa. đúng không ạ? Bởi vì hậu cần của họ đã bị cắt ở khu vực này. Ở khu vực thông tin bên giữa thì chiều hôm qua chúng ta có những bước tiến của phía Nga tái chiếm một hai dãy nhà cao tầng ở đây. Còn Ukraine thì chiếm một tí ở đây. Tuy nhiên sáng nay thì Nga lại tiếp tục chiếm ngược trở lại khu vực này. Xong rồi họ lại tiếp tục chiếm ở khu vực bên cánh trái đó. Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng là phía Nga sáng nay đã có hai vết tiến công ở khu vực trung tâm và ở khu vực phía đông bắc, đúng không ạ? Rất là thú vị. Và đây chính là cái hai mũi tấn công thể hiện cái thế trận. Thế trận này có vẻ như đang uh, đang nghiêng về phía Nga rồi. Thế còn cái mũi bên này bờ sông thì bằng uh, tôi đoán rằng là bây giờ nó là vùng xám thôi, đúng không ạ? Cũng Nga cũng rất khó để có thể uh, kiểm soát được hoàn toàn khu vực này có lẽ là ngày hôm nay cái người làm công tác bản đồ này họ sẽ cho chúng ta câu trả lời nhưng mà khả năng đấy là rất cao bởi vì thực tế nga không thể nào có đủ sức để có thể thủ được cái khu vực này khi mà bị giáp công ba mặt mà không có một cái tòa nhà đáng kể nào đúng không ạ chỉ một cái cánh rừng thưa thớt này thì gần như nó cũng không nó chỉ tồn tại được một thời gian ngắn trước khi viện binh đến chứ còn đây là đã sang đây đến hai tuần rồi quá vô lý vâng tạm thời chúng ta có những cái thông tin rất thú vị từ hướng Liboke và hướng Volchansk vậy nhé. và đều là cái thế rất là thuận cho phía nga đúng không ạ còn ukraine tiếp tục mất đi cái đà tiến công của mình tuy nhiên chúng ta cũng chưa thể biết được là ukraine có thể đánh lại được không bởi vì sáng ngày hôm qua họ còn mũi tấn công ngược lên phía bắc ở Vochan và ở Hiboke như vậy và bây giờ họ cũng nếu mà không đánh ở đấy nữa thì không biết đánh ở đâu nữa để mà có tí chiến thắng truyền thông Chúng ta sẽ sang các khu vực khác với chiến trường Vâng, Đã suốt 3 tháng nay rồi, gần 3 tháng đúng không quý vị? Liên tục, liên tục những ngày tổn thất rất cao. À không hai tháng, 2 tháng từ cái thời chiến dịch khắc cộp bắt đầu đúng không ạ? Thì đến thời điểm này toàn bộ cái mũi phía trên này không có gì. Phía này thì hôm qua phía Nga đã có một cái đột phá quá đẹp đúng không ạ? À, thì điều này nó cho thấy một vấn đề nữa quý vị ạ, chúng ta không nhìn thấy cái mũi đột phá của phía Nga, chúng ta chỉ biết kết quả thôi. Thì như vậy có khả năng bây giờ những thứ đó nó tương tự cũng diễn ra ở cái mặt trận này, nhưng mà chúng ta cũng không biết thông tin. Tương tự, phía dưới giao tranh từ hướng Berestove cho tới Stanme Novoselka à đây là khu vực tam giác mà phía Nga đang tập trung tấn công. Còn ở hướng Andripka thì hôm sau, hôm trước chúng ta đã có mũi tấn công buổi sáng ngày hôm qua chiếm luôn thị trấn đó. Rồi sau đó có mũi đánh ở đây nhưng không biết có tiến được quân hay không. À, với việc Nga đánh Andripka thì có lẽ bây giờ họ đang công kích để chiếm nốt bên trái bờ sông của cái làng Masiorovka. sau khi chiếm được đây rồi thì họ cũng sẽ có cánh bên phải bờ sông đánh vào Stemakivka và như vậy Stemakipka sẽ bị ép từ tứ phía, đúng không ạ? Nếu như mà họ chiếm dọc được theo khu vực bên trái bờ sông. Makipka cũng tình huống tương tự sau khi Nga chiếm hết phần bên phải thì họ đang cố gắng vượt qua sông ở phía trên, Đấy, còn mũi công phía dưới họ đang ép xuống phía bắc của làng Vneskye và các mũi tấn công này cũng nếu tính là trong tuần thì cũng tiến được liên biên, nhưng bây giờ có lẽ là phía Nga đang gặp một cái sức kháng cự của phía ukraine cực kỳ ác liệt ở cái vòng cánh cung này. Tuy nhiên thì đến thời điểm này tôi nghĩ rằng sau khi Nga đã cố chiếm được vùng bên phải Makiivka thì mục tiêu của họ không còn nghi ngờ gì nữa, đó là họ sẽ chiếm toàn bộ khu vực bên này bờ sông để tiến tới việc là đánh chiếm vùng Toske, Zachynne, nơi đây là cửa ngõ ở ừ, ít không nói về chuyện bên đằng này xa vời đúng không ạ chúng ta sẽ thấy đây chính là cửa ngõ để nga có thể gọi củng cố mặt trận và đồng thời tiến xuống phía nam áp sát với bờ sông xivec à, cho nên họ đang tập trung nguồn lực và trước sau gì à, toàn bộ cái lòng chảo này sẽ rơi vào tay nga chúng ta sẽ thấy chiến dịch của nga ác liệt trong thời gian tới xung quanh từ neveske Ivanetska, teri Zampolika, toske thành khó nhất thì vẫn là Makipka và họ đã giải quyết xong rồi những ngày gần đây thì họ tiến quân liên miên được ở tất cả các cánh này, đúng không ạ? Đây, tất cả cái mũi uh, trừ cái mũi này, đây nó nằm ở đây. Tất cả đều như thế này, thì cho thấy rằng là không còn nghi ngờ gì nữa. Đấy. Khi mà nga có mũi tấn công dọc theo bờ sông, theo sườn ấy, nó là một cái dạng trẻ từ trên xuống, nó rất là khó đỡ, hở sườn, đúng không ạ? Không còn cái uh, tâm trí đâu để mà chống quân địch trước mặt nữa khu vực này thì uh, sau khi phía ukraine tổ chức tấn công liên miên thì họ đã đẩy phía nga qua bờ sông uh, một số những con sông ngoằn ngoèo nhưng có lẽ đến đây cũng hết rồi cũng không thay đổi đáng kể gì nó chỉ là cái thế trận thôi thế trận ukraine uh, tấn công ở cái hướng này thôi chứ còn thực tế thì cũng không thay đổi đáng kể gì và ở hướng Iznano Daripka thì buổi chiều hôm qua chúng ta thấy phía nga có một loạt những cái bước củng cố trận địa về các cao điểm ở hướng phía bắc đúng không ạ đây là một cái um, những cái hoạt động tuy nhỏ nhưng mà khá thú vị bởi vì đây là trận địa phía bắc là trận địa cao điểm uh, Ukraine đã phải rút về sau khi họ đã thất thủ Ivanovka và nếu như mà họ không giữ được cái tuyến này để nga chiếm tới một nửa cao điểm này thôi thì có thể nói rằng là cái cuộc chiến thực tế thì bây giờ vùng này đã sang trang rồi nhưng mà nếu mà để tiến tới đó nữa thì cái thế sang trang là cái thế lật sách rất nhanh của phía nga trước mắt thì chúng ta có thể thấy là ngay lập tức vimka có khả năng sẽ bị thất thủ đúng không ạ đấy không cần nói chỗ khác vimka thất thủ thì có nghĩa là nga cũng chỉ còn cách sievich nhờ... Chả còn cái gì nữa đúng không ạ cũng là khá thẳng đường mặc dù phải đến ngã ba ngã tư nhưng mà cũng là cái thành đầu tiên uh, ở trên tuyến này áp sát thẳng với si Svyazh, Chỉ là nó ngoằn ngoèo qua đồi núi và đường xá vân vân. Thế còn uh, ở phía trên tuy còn xa nhưng mà nếu mà chiếm được cái này thì thung lũng trước mặt, họ cũng rất dễ để tiến sát tới khu vực phía bắc, ép sát vào thị trấn uh, Veromianske. Trong khi đó thì chúng ta đã nghe những thông tin về việc Nga đang tích cực giáp công vào hướng Veroferivka từ hướng Rostovivka và Sanko. À, như vậy là mục tiêu của phía Nga. Sau khi họ đánh tới sát cửa làng của Berezine, họ đang chặn cái hỏa lực của Ukraine đây rồi đang tấn công từ hai hướng này về Veroferivka. Còn lại thì hướng mà chúng ta chờ đợi ở đây không có gì, ở đây cũng không có gì. Tất nhiên là những thứ chúng ta ghi nhận được trên chiến trường còn thực tế không biết là họ đang có tấn công hay không. gia mặt trận rất thú vị đến bây giờ thì người ta nói về việc Nga đang tấn công vào sườn của gia từ tối ngày hôm qua. Đấy, sau khi thực tế bây giờ Nga đã tiến ra tới đây rồi nếu như mà nga đã tiến ra tới đây rồi và tiến vào sườn của gia thì có nghĩa rằng chúng ta thấy là cái sườn này của phía nga đã được đảm bảo này đúng không ạ và ở đây rất là thuận lợi để họ có thể thực sự đổ bộ qua sông đánh vào sườn phía bắc ra giống như lời của phóng viên chiến trường thế nhưng cũng rất có khả năng đúng không ạ đó là sườn thì nhìn một cách tổng thể ấy, mà chiến thuật ấy, thì nó chính khu vực này nó là cái sườn lớn còn đây chỉ là cái sườn nhỏ thôi sườn giáp chiến địa thôi còn sườn chiến thuật thì nó nằm ở đây cơ cho nên là cũng có khả năng họ đang ép về hướng hirodipka một cái thành trì cực kỳ quan trọng ở chỗ này đúng không ạ hoặc cũng có khả năng cả hai đúng không ạ bởi vì thực tế nếu như mà chúng ta để ý nếu mà nga như này nha quý vị nhé đây là chasipja là mục tiêu của phía nga đúng không ạ thì thông thường chúng ta hay vẽ kiểu truyền thống là họ đánh phía nam phía bắc rồi giữa để tấn công thế nhưng bây giờ nga đánh tới đây này thì chúng ta có thể thấy là họ đã tiến tới sát làng hirorika bằng hai và thậm chí là ba hướng nhỏ đúng không ạ sau khi nga mở một cái trận địa bên này sang bên này bờ sông thì chúng ta thấy rằng là mặt thì phía nga có thể tấn công về hướng chajipja hai thì họ tấn công thọc thẳng vào hậu phương thế nhưng ba ấy, thì họ rất có khả năng họ xuất hiện một mũi cánh nữa đánh thẳng vào đằng sau lưng hirorika thì ngay lập tức cái làng này nó sẽ toang ngay không cần phải suy nghĩ lúc bây giờ ukraine sẽ phải rút lên hướng bắc chứ còn không còn đường để rút về hướng phía bên bờ tây nữa cho nên quan sát những cái cứ điểm như thế này nếu nga mà mở được một điểm rất có khả năng rất có khả năng họ sẽ đánh theo phong cách hổ báo như vậy vượt qua bên bờ sông chiếm đóng những cái khu vực cánh rừng ở đây Đấy. rất khó để có thể đánh bật ra rồi sau đó chiếm được cái vùng uh, có thể hành quân qua bên này bờ sông để tập kích vào khu vực phía nam đúng không ạ rất dễ toàn cái thành phía trên trong khi đó thì cánh quân này của họ dựng trận địa ở khu vực này để cắt đường hậu cần không cho kết nối với nhau và bắn gọi là kiểm soát hỏa lực đối với lại những cái đội quân có thể đến ứng cứu toàn bộ trong khu vực này nhìn chung là rất hợp lý nếu chọn bờ sông để làm cái việc thành lập cứ điểm chặn kiểm soát hỏa lực Vâng, tất nhiên đây là mũi tấn công khá ngáo. Lúc bấy giờ thì Ukraine phải chiếm hết được, Nga phải chiếm hết được khu vực này. Rồi ép xuống phía dưới, rồi đánh về phía trên. Không chiếm thì cũng phải đánh về, đúng không ạ? Thì sau đó mới tạo lên một cái bất ngờ là tiến về phía Bắc từ đằng phía Nam. Đấy, sẽ gây cho cái thành này bất ngờ. Tức là bị úp giọt, đúng không ạ? Không có có giao tranh nhưng không có thay đổi gì cụ thể. Andripka, Kikitsa, Kurimika. tôi vẫn nghĩ rằng là phía Nga... À, đang có những cái hoạt động mang tính chất chiến thuật ở khu vực này khi mà họ vẫn đang liên tục à, co giãn đội hình của Ukraine đây đúng không ạ để khiến Ukraine vẫn tiếp tục bận tâm ở đây à, bởi vì là rõ ràng là phía trên thì họ đang gọi là hoạt động rất ác liệt phía dưới này họ hoạt động ác liệt hơn thì như vậy cái cánh giữa này cũng phải hoạt động cực kỳ ác liệt đúng không ạ hoạt động ác liệt thì có nghĩa rằng là nga kéo địch vào trong hoặc là họ đánh thì họ phải vượt qua bờ sông À, nếu như mà đánh ngay được thì họ phải đánh ngay rồi sau đó vượt qua bờ sông thì nó mới kết hợp được với lại hai cái thế trận nó mới xung nhịp được với nhau còn nếu mà đánh bờ sông đến đây xong rồi để đấy thì có nghĩa rằng là sẽ phí không tạo được một cái sự xung nhịp với lại chiến thuật của hai vùng và chúng ta đến với phía dưới này rất nhiều bước ở đây rồi à, bản đồ này đã ghi nhận là phía nga chiếm hết rồi chiếm hết tất cả các khu vực uh, nhà cao tầng pháo đài ở đây, thậm chí lên một tí ở phía ngoài nữa. Chiếm trọn trái tim rồi đúng không ạ? Và vùng xám đã tới sát khu vực rừng này. Ở đây thì đã có từ đây rồi, từ trước rồi. Phía này cũng thế quý vị này. Đấy. Hết khu vực này luôn, tức là từ đây quý vị tưởng tượng là thực ra không phải từ đây này, mấy hôm trước là ngã đánh như này này. Đấy, chúng ta nhớ là họ đánh theo kiểu này nhá. Họ mới chiếm được cái vùng mà tôi vẽ tôi tôi đậm ở đây quý vị này, đấy. Đúng không ạ? Ở cái giữa này. Đấy, sau đó thì họ đã đánh chiếm ra đây một tí bên này, rồi sau đó họ quay trở lại đánh vào khu bên bên này, đúng không ạ? và bây giờ họ chiếm tất nhiên là họ không cần phải đánh thì Ukraine cũng tự rút khỏi bên này thôi. vậy là cái lòng trào ở cái khu vực trung tâm này đã bị được phía nga kết nối đúng không ạ? thẳng ở đây và như vậy chúng ta sẽ thấy rất dễ dàng họ có thể làm điều tương tự như thế này, như thế này. câu chuyện ở đây thì nó chỉ là vấn đề xếp hình mà thôi. Mục tiêu của của nga à, thuận lợi nhất đúng không ạ là là họ sẽ tấn công như thế này để ukraine sẽ phải rút toàn quân ở đây ra rồi họ sẽ tiến quân từ đây lên để mà xử lý tam giác này cứ từng bước từng bước những kiểu này của nga thì à, họ đã quá thuần thục từ ngày họ đánh à, mút rồi à, đúng không ạ liên tục cái kiểu là dùng ek à, để tấn công tương tự thì ở chỗ này chúng ta cũng thấy sau khi mà nga tiến lên chiếm khu vực này này đấy chúng ta nhìn thấy hôm qua chúng ta còn thấy ở đây đúng không ạ đấy hôm nay chúng ta đã thấy bên như này rồi thì uh, bên phải chắc chắn là sẽ như này đúng không ạ sau khi mà bây giờ vùng xám đã đến đây rồi thì ukraine cũng không thể nào trụ được ở trong khu vực này và trận địa ở đây nó sẽ kết nối đấy chúng ta nhìn thấy là nga đang xây dựng một cái mũi công khổng lồ về hướng trung tâm sau khi mà tối ngày hôm qua họ đánh lan sang bên trái này quá to vẽ xuống phía dưới quý vị nhé thì điều này nó cũng rất là 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 logic thôi. Sau khi Nga chiếm được cái bãi đất trắng ở đây, ngày sáng ngày hôm qua thì ngày hôm nay họ đã chiếm được một khoảng như thế này. Đúng không ạ? và đây thì nó chính là cái việc mà họ sẽ kết nối với lại các trận địa còn lại. Đây, đầu tiên là sẽ sang như khu vực bên như thế này là đây. Và dần dần, vâng, dần dần không biết chừng đâu nó sẽ đến cái bờ hồ này còn trước khi New York kịp tiếp cận với bờ hồ. và tôi vừa phải đi ra ngoài quý vị ạ à. hai tiếng quay trở lại và bị gián đoạn đến cái đoạn à, đây đúng không ạ Zaline và một khoảng à, đánh chiếm rất tưng bừng khói lửa của phía nga à, chạy dọc khu vực này nếu như mà chúng tôi vừa nói qua thì mong quý vị à, thông cảm chúng ta nói lại và siêu to khổng lồ đúng không ạ là có khả năng à, sẽ còn nữa bởi vì à, Ukraine sẽ rất khó để có thể phòng thủ cái mạng bên à, này của cái hướng này. Và Nga sẽ tiến tới ít nhất là cái khu vực bờ hồ ở phía dưới này, đấy, một nơi mà chúng ta thường nói rằng là sẽ là nơi họ sẽ kết nối với lại cái hướng đông, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ thấy những cái mũi công này. Bây giờ Nga đã tiến tới đây rồi. Quay trở lại khu vực uh, New York thì chúng ta cũng có thể thấy bước tiến hôm qua phía Nga khá to, nhiều hướng. Uh, đây, quý vị thấy lần trước thì như thế này, đúng không ạ? Đấy, uh, trong đêm ngày hôm qua thì họ đã tiến một khoảng ở đây, đấy. Cá lớn. Nhắm về đây đây quý vị ạ. Nhắm về Alexandre Robin đấy. Ở đây cũng thế này. Nhưng mà không tiến to. Ở đây là tiến to này. Còn đây thì uh, đây là chính là mũi quan trọng nhất này. Đấy. Bây giờ có khả năng cái mũi này nó sâu hơn nữa rồi. Nó sát vào uh, trung tâm của New York rồi. Một mũi quá khổng lồ. Đúng không ạ? Rồi là các cái khu, uh, cái vùng râu ria bên dưới thôi không nói làm gì nữa. Vậy thì uh, cơ bản cái cánh bên này chúng ta cũng thấy rằng Ukraine đây cánh này mà tôi nói nhầm hôm trước quý vị thực ra hai tiểu đoàn ukraine bị bao vây ở đây và có thông tin một tiểu đoàn của họ đã bị đánh bại rồi đấy, thế còn không biết là tiểu đoàn còn lại như thế nào nhưng mà rất nhiều thông tin rằng là họ đang bị vây chặt ở trong cái cụm này sau khi phía nga đã tiến ra đây mắc kẹt giữa các cái sông hồ hỏa lực của hai bên chúng ta có thấy đây là cái con hồ ở đây này thì có nghĩa rằng tiểu đoàn đấy họ sẽ lay lắt ở các khu vực như thế này đúng không ạ và sẽ bị phía nga kiểm soát hỏa lực từ hai hướng Tuần trước thì chúng ta cũng đã nhận định nếu mà Ukraine không cẩn thận mà không rút nhanh quân ở hướng này thì có khả năng là quân của họ trong đây sẽ bị vây, đúng không ạ? Tuần này đã trở thành lời sự thật rồi, bởi vì nó có cái cái hồ này, đấy mới là cái điều đáng nói. Còn Ukraine thì vẫn thủ ở đây quý vị ạ. Chúng ta còn nhớ là tuần trước còn giao tranh ở đây và Nga còn bắt được người ở đây nữa cơ. Nên họ phòng thủ khá là 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 sâu, một thì cũng do là phía nga đã tiến tới quá nhanh đúng không ạ tiến sát tới new york quá nhanh thứ hai là cái hai mặt trận của họ sau khi tiến lên thì họ cũng đã dâng ra à, sang hướng phía đông cũng khá nhanh Đấy, dẫn tới cái việc ukraine đã bị bất ngờ không kịp rút lui nhìn chung là trong cái như thế này thì nếu mà nga có uav nếu ukraine chỉ cần đi trượt ra hai bên phát là ăn đạn ngay Đấy, đi trong cái khu vực này như vậy là ở vùng uh, toàn bộ vùng Torex chúng ta chứng kiến những bước tiến rất ngoạn mục của phía Nga khi mà họ đã chiếm được uh, các pháo đài lớn đúng không ạ? Chiếm các cái mảng khu vực trung tâm bên cánh trái, cao điểm thị trấn Ziline ở dưới rồi vùng New York tiến sâu vào khu vực trung tâm mở rộng sang hướng đông, đặc biệt là hướng tây cũng mở rất to. Còn ở hướng Oleksandropin, hôm qua chúng ta cũng chứng kiến phía Nga cũng tiến quân khoảng độ 700m nhân với 1,5km chỗ này. Nhìn chung là tình huống rất phức tạp cho Ukraine. Trước đó thì chúng ta cũng đã thấy phía Nga tiến ở Alex đúng không ạ? Có nghĩa rằng cả cái khu vực này của Ukraine đang gọi là gặp rắc rối lớn đấy trong cái lòng chảo này. Đang có diễn biến rất là nhanh và rất là bất lợi. Mà trong một cái diện tích nó lớn như thế này đều có biến mà lại kẹp theo hai trong giữa hai vùng biến cực căng, đó là vùng Adipka và vùng Chasopja nữa thì dẫn tới là những hậu quả của nó cực kỳ khôn lường đúng không ạ? Có khả năng sẽ mất cả những cái vùng rộng lớn này trong một thời gian rất nhanh, rất ngắn. Vâng, và như vậy chúng ta sẽ đi tới uh, khu vực Adipka. Khu vực Adipka thì uh, tâm điểm của buổi chiều hôm qua đó là chúng ta thấy phía Nga sau khi chiếm được cả Polgrad và Luzubake thì họ đã tiến ngay quân để kết nối lại trận địa và sau đó họ đã đẩy Ukraine ra hoàn toàn khỏi cái thung lũng đó đúng không ạ? Ở phía dưới chúng ta không thấy thông tin gì đáng kể, tuy nhiên phía Nga có vẻ như đang cố tiến sâu tít ra khu vực Progress khi họ chưa kịp không chịu dừng lại. Có nghĩa rằng là bây giờ họ sẽ tiến ra đây đánh chiếm những cái khu vực nở hoa ở hướng phía về phía Ukraine chính chứ còn chưa để ý tới những cái hướng phụ đặc biệt là hướng Zelenskaya này có khả năng là phía nga tiếp tục gây sức ép lớn cho phía bên tây của bờ sông rồi sau đó họ sẽ bao vây cái cụm quân Ukraine ở trong cái cái lòng chảo này giống như ở phía trên và tiến từ bên trái bờ sông và thị trấn volke đúng không ạ thẳng xuống khu vực phía dưới này chính là nơi người gọi là cái cái uh, tuyến phòng thủ của Ukraine ở bên uh, bờ sông nơi mà phía nga rất khó để có thể tiến được từ hướng phía đông sang vâng có thể nói là hướng này là một hướng tấn công nó quá nhanh cho nên là phía nga chắc chắn là phải có những cái hành động gì đó để củng cố trận địa và khi củng cố trận địa mong manh như vậy chắc chắn thì họ cũng sẽ phải sử dụng đến những cái bài lấy công làm thủ điều này chúng ta đã, đã thấy nga đã làm rất tốt ở tiretine đúng không ạ sau khi chiếm lên một cái mũi rất nhỏ như vậy họ đã nhanh chóng đánh lan ra khắp hướng để cho ukraine phải bị trận địa phải co cụm phải rút phải tái tập trung và trong thời điểm đó thì phía Nga đã tranh thủ à, củng cố được trận địa đấy và tất cả những cái mũi công đó đều không chiếm được cái gì nhưng mà đã khiến Ukraine không thể tụ tập nổi quân nhanh để có thể phản công tái chiếm lại cái thành vừa mất chỗ này thì thậm chí bây giờ nó còn nguy hiểm hơn cả Ukraine cho nên chắc chắn Ukraine sẽ phải phản công nhưng mà có lẽ phía Nga cũng đã sử dụng cái bài như cũ cho nên Ukraine vẫn chưa thể tái chiếm được Phường bên dưới không có thông tin gì. Sau khi Novosilka, chúng ta thấy lúc mà nga ép vào uh, Prokhet ở phía trên thì họ đã tấn công rất ác liệt Novosilka, đúng không, quý vị. Đấy chiếm liên miên. Nhưng mà đến ngày hôm qua nga tiến chiếm xong được rồi phát thì chỗ này im re luôn. Thì chúng ta cũng không biết rằng là không có thông tin hay là cuối tuần không có báo cáo vì không phải mặt trận nóng hay là thông tin gì đó, đúng không ạ? Chưa biết được cái rõ nhưng rõ ràng là có một cái sự thay đổi rất cơ bản liên quan tới chiến thuật của phía Nga. Đấy, khi mà họ đánh dồn dập ở chỗ khác thì họ cũng đánh dồn dập số bên cạnh. Ở trên phía trên Lozuvake cũng vậy, đúng không ạ? À, và chúng ta có một bước tiến của phía Nga ở đây khá là bất ngờ. Đấy, điều này cho thấy rằng Nga đang có dấu hiệu để tấn công ở cái mặt trận này khi họ đã vượt qua sông ở đây. Hộ cố vượt qua sông ở đây và bây giờ họ đánh ở đây, đúng không ạ? À, như vậy là trận địa của phía Nga sẽ nhắm vào khu vực này ở dưới khu vực Krasnoyarsk thì phía Ukraine vẫn nói rằng là họ vẫn làm chủ được tình hình và phía Nga cũng chỉ kiểm soát được đâu đấy trên dưới 50% thôi nhưng mà thực tế nó sao so với thực tế quá xa đúng không ạ bây giờ đã đến đây bởi vì thực tế thì ukraine sẽ không chấp nhận một cái việc là một cái siêu pháo đài này có thể rơi vào tay nga mà không có một cái trận đánh nào nó quá dữ dội đúng không ạ những chiếc xe tăng rùa bị họ cười vỡ bụng thì bây giờ đã trở thành cơn ác mộng giúp cho nga đánh chiếm pháo đài này à, vâng khá thuận lợi cho nên là ukraine vẫn chưa chấp nhận được cái điều đó À, nhưng mà rồi những cái giờ sắp tới của đầu tuần này tôi nghĩ rằng là sẽ toàn thôi nếu thực sự nga đánh quý vị ạ bởi vì thực ra ở đây ấy thì uh, nó cũng không còn cái gì để có thể uy hiếp được nữa rồi đúng không ạ nhưng mà uh, phía này thì phía nga thực sự là có quá nhiều việc để mà họ có cần phải làm trước khi mà họ cần phải đánh điểm đó à, phía bắc cũng rất quan trọng để hướng lên nevsk phía đặc biệt là hướng tây thì tối quan trọng luôn tây nam và tây đúng không ạ có thể cho nên và đặc sản của nga là họ sẽ vây hãm ukraine bằng cách là để những cái khu vực nó hở hang như vậy để ukraine quay trở lại à, có với hy vọng tái chiếm cho nên là chưa chắc nga đã đánh còn nếu đánh thì chắc là chỉ vài tiếng đồng hồ là chúng ta sẽ thấy toa còn ở khu vực này thì không có thông tin gì và lưu ý đáng chú ý nhất trong sáng ngày hôm nay là sau khi Nga đã chiếm được một cái vùng này hôm qua ở đây thì bây giờ họ đã đánh tiếp xuống phía dưới. Đấy, có nghĩa rằng là toàn bộ cái nối từ cái trận địa Herodipka như chúng ta đã vẽ là Nga sẽ làm một cái vết thẳng đứng từ trên xuống dưới đây. Thì bây giờ nó đã trở thành hiện thực rồi, đấy, còn đâu đấy giao tranh lẻ tẻ ở khu vực này nữa thôi. À, như vậy là phía Nga đã có một bước tiến rất quan trọng ở cánh này đúng không ạ? Hôm qua chúng ta cũng nói là sau khi mà họ đánh vào đây ấy, thì đương nhiên họ sẽ hướng nối này, hướng nối này. Nhưng mà kiểu gì họ cũng phải hướng ra đây để chạy dọc theo cái tuyến bên trái của Murobibda. Bởi vì trận địa ở đây của Ukraine dàn rất là mỏng, Nga không thể tiến theo một đường duy nhất. Cho nên họ phải bắt buộc có những cái hướng gọi là song song để che chắn sườn cũng như đánh bại các hệ thống phòng thủ Ukraine dọc bên cái đường 532. Và đó là một cái bước tiến khá thú vị của Nga phía này. Giao tranh vẫn đang diễn ra chưa dứt điểm ở cái pháo đài còn lại ở hướng phía chính nam của Bipda và phía bắc của Parasukovka. Giao tranh vẫn ngổn ngang trong khu vực Konstantinovka. Còn ở đây thì sau những nỗ lực tấn công gọi là thay đổi rất nhiều những diễn biến chiến trường bất lợi cho Ukraine thì phía Nga đang tích cực đưa quân vào phá đám rồi hỏa lực rồi trinh sát vân vân. Còn ở phía hàng sau thì phía họ đang có những nỗ lực tập trung quân. Nhìn chung trận đấu ở những khu vực này Nga tốn rất nhiều xe. Cho nên là tốn xe bao giờ cũng dẫn đến cái việc là họ phải tái bố trí lực lượng này rất nhiều đúng không ạ? Phải đưa xe ra rồi phải uh, nâng cấp phải gì đấy toàn những xe cũ cũ ngày xưa đấy. Vâng, tóm lại là công tác hậu cần đúng không ạ? Xe thì kèm theo xăng dầu nhớt nhớt rồi người lái người liếc vân vân đúng không ạ thì uh, chúng ta chỉ biết rằng là <laughs> sắp tới thì nga sẽ bằng mọi giá giải quyết cái tam giác này đúng không ạ Đấy, thực ra thì cũng xong rồi uh, chỉ còn là uh, họ mở rộng ra để chiếm được cái con đường này thôi và sau đó thì uh, cái chiến dịch ở đây ba hướng đều rất có lợi cho phía nga à, về Vodiane, về vuleda về Konstantinivka. Vâng, như vậy là bên trái không có, gì, không có 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 gì và không có gì đáng kể. Đấy, khu vực này khi mà Ukraine rút quân bên Krinky về hai bên giao tranh bờ sông, rồi bên kia thì phía Nga đang săn lùng tìm diệt các mục tiêu của Ukraine bên kia bờ sông. À, và khu vực này thời gian gần đây thì cái tổn thất nó bắt đầu nó dâng cao. À, điều đấy cho thấy rằng là những hoạt động uh, chiến thuật sát biên giới đúng không ạ sát giới tuyến của phía nga đã hoạt động tích cực trở lại trước cái thời như trước hơn trước cái thời kỳ Green Key. cũng như những hoạt động xung quanh tuyến zaporiza nó bắt đầu nó nóng dần lên vâng và, và cũng rất nhiều những cái hoạt động dồn quân của nga đến hướng phía nam đấy, di chuyển đến hướng phía nam nhưng mà chúng ta cũng chưa có thông tin về các mũi tấn công chúng ta sẽ chờ xem trong thời gian tới bây giờ cũng uh, chuẩn bị bước vào những ngày cuối cùng À, phần 3 cuối cùng của tháng 7 rồi. Chuẩn bị hết mùa hè đến nơi, đúng không ạ? Vâng, như vậy là trong 24 giờ qua, chúng ta có những hoạt động đáng chú ý về những mũi tấn công của Ukraine bằng USV, UAV, à, UAV và tên lửa ATAC vào khu vực Crimea. Và nối tiếp những ngày dồn dập đánh UAV của phía Ukraine, đúng không ạ? à phía Nga thì cũng trải qua 24 giờ cũng uh, chộp được một mẻ lưới lớn cộng với lại uh, một mẻ lưới tầm trung và một vài mẻ lưới nhỏ. Trong đó họ đã loại khỏi vòng chiến đấu 240 binh lính và vài chục trang thiết bị vũ khí hạng nặng của lữ đoàn cơ giới 41 còn nguyên vẹn ở tuyến hậu phương ra ứng cứu cho mặt trận Torres Như vậy tình hình Torex sẽ rất căng đúng không, quý vị. Đấy và hôm nay chúng ta đã thấy nó căng hơn so với ngày hôm qua một ngày. Uh, lữ đoàn này đang trên đường ra, thế mà cuối cùng là bị nga đánh chặn như vậy, rõ ràng là ảnh hưởng rất nhiều đến sức chiến đấu và chúng ta đã thấy nó toang ngay ngày hôm nay rồi. Phía bắc thì cũng có những cái thay đổi có lợi cho phía nga khi mà họ đã đánh bật ukraine ra khỏi Luboke rồi tiến ở Trang Tuy nhiên, có vẻ ukraine vẫn đang tích cực dồn quân chuẩn bị phản công lần nữa. À, chiến trường Kubian tổn thất vẫn rất lớn và nhìn chung vẫn rất nhiều điểm nga tấn công nhưng mà chúng ta không biết thông tin có thể có những cái mũi đột phá lớn nối tiếp mũi đột phá ngày hôm qua đúng không ạ? À, Sivich không có gì đáng kể, à, Chasopja cũng vậy. À, tuy nhiên đến Torex thì có thể nói là những cú đột phá rất quan trọng của nga dí vào trái tim của vùng Torex à, dẫn tới à, Ukraine mất một loạt những khu vực đô thị quan trọng rồi khu vực trung lộ và đặc biệt là hướng New York nơi mà có khả năng hai tiểu đoàn của Canada đang bị bao vây và thậm chí có khả năng đã bị loại khỏi vòng chiến đấu một số lượng lớn rồi Tháo đài Krasnodar vẫn tiếp tục thất thủ chỉ còn lại những giờ cuối cùng thôi đúng không ạ Uleda tiềm ẩn những cái uh, hoạt động cực kỳ ác liệt của Nga trong thời gian tới Như vậy là phía Ukraine đã kết thúc một cái tuần uh, có thể nói rất tồi tệ tuần này thì tôi đánh giá rằng Ukraine không tổn thất nhiều về người như tuần trước, khi mà trung bình tuần trước toàn tầm 2.200, tuần này chỉ còn 1 900 800 đúng không ạ? Nhưng mà về xe cộ thì lại bị mất nhiều hơn, và đặc biệt là các vùng lãnh thổ tuần này mất dữ dội hơn tuần trước rất nhiều. Trong không gian chính sự thì chúng tôi cũng nói qua qua một chút thôi. Như vậy là sáng nay ông Joe Biden đã chính thức tuyên bố là ông ấy sẽ từ bỏ cuộc đua vào nhà trắng và người ta chính thức đã bổ nhiệm bà đã chỉ định bà Kamala Harris làm à, ứng cử viên của tổng thống Mỹ à, và chúng ta sẽ nói kỹ hơn nếu có thời gian cho chương trình ăn cơm khoai ngày hôm nay hôm nay tôi vẫn lại có việc mà cứ thì chỉ cần mất khoảng 2 tiếng là lại mất toi một chương trình cho nên không biết là buổi tối có thể nói rõ cùng quý vị cái việc đó hay không nhưng đại khái việc bà kamala Harris nên thì donald trump đã nhận định luôn là làm cho cái việc ông ấy chạy vào tổng thống chức tổng thống ấy, nó dễ nó nhàn hơn rất nhiều so với ông joe biden điều đấy có thể nói rằng bà ấy uh, trong mắt của donald trump nó là một cái ứng cử viên còn nhẹ ký hơn bà ấy sinh ra để cười mà ngày xưa ông joe biden khi ông phát biểu những cái lễ xả súng giả xiếc thì ông nói rằng là kem của tôi đâu rồi có mang theo vị dâu hay không thế còn bây giờ bà kamala hari thì đám ma bài cũng cười thì không hiểu đợt này mà có những vụ xả súng là siếc. như vậy chưa buồn mà bà ấy cười thì không hiểu làm ra làm sao cho nên dân mỹ dù gì người ta cũng sẽ sợ mất mặt đúng không ạ cho nên chưa chắc khả năng bà ấy trở thành tổng thống là rất thấp còn uh, thông tin qua về việc bà Hillary Clinton đã đồng ý làm ứng cử viên thì sáng nay đã không còn nữa uh, và thay vào đó là thông tin về việc ấy chúc mừng Kamala Harris trở thành tân ứng cử viên. Đấy. Thế thì cái câu chuyện chính trường nước Mỹ với diễn biến mới của việc ông Joe Biden đã từ bỏ cuộc chơi đúng không ạ và bà Kamala Harris nên thì có nghĩa rằng Kamala Harris khó trở thành tổng thống hơn. Tất nhiên chúng ta không thể nói được, bởi vì chúng ta không thể đánh giá thấp sức mạnh của cái giới tài phiệt Mỹ được, đúng không ạ? Người ta đã dựng ông Joe Biden lên được, mà ông ấy đã đánh bại ông Donald Trump, thì người ta cũng không thể nào quá dễ dàng để người ta không, à vâng, quá khó để người ta nhắc lại, lặp lại được cái kỳ tích đấy. Quý vị công nhận không ạ? Đấy, nhưng bà Kamala lên thì cái niềm hy vọng nó thấp hơn cho ông Joe Biden. Đấy, bởi vì bà ấy không phải là tổng thống đúng không ạ bà ấy không phải đương kim cho nên bà ấy sẽ bất lợi hơn ông ấy à, và bà ấy cười hơi nhiều và ông donald trump có cơ hội trở thành tổng thống hơn thế thì nó ảnh hưởng tới cái chiến cuộc đó là đó là một tin rất xấu đúng không ạ một tin rất xấu bởi vì bà kamala bà ấy cũng không có mặt mà gì với cuộc chiến này mặc dù thì theo tư tưởng của đảng dân chủ thì cũng không thay đổi mấy nhưng mà bà kamala bà ấy ít màng thế sự hay nói đúng hơn là bà ấy không để ý tới cái chuyện thế sự Đấy, còn trong nước thì tất nhiên bài cũng phát biểu và cười nhiều nhưng mà thế giới nó là câu chuyện nó rất là khác thế nhưng cái điều quan trọng nhất là bài cơ bản bài khó trở thành tổng thống hơn đã đúng không ạ và bài khó trở thành tổng thống hơn thì ông donald trump dễ trở thành tổng thống hơn donald trump với lại uh, cặp bài trùng của mình là gd vance sẽ là một cái cơn ác mộng đối với lại uh, không phải là ở ukraine đó là tin vũ tốt đối với ukraine nhưng mà sẽ là tin buồn đối với lại ekip của ông zelensky Đúng không à, ạ? Và những người thích theo đuổi cuộc chiến này. Như vậy đấy một thông tin có thể nói rất là quan trọng. Định đoạt. Chúng ta cứ để ý xem. Sau khi Donald Trump bị bắn hụt và tất cả những yếu tố đều của theo ông ấy đều lên như diều gặp gió. Kể cả những kẻ thù đã phải trước đây quay lưng thì bây giờ đã phải quay lại làm lành và vuốt đuôi, vỗ mông ngựa. Thì chúng ta thấy rằng là ở chính trường nước Mỹ gường như là cả thế giới ngầm và thế giới nổi đã có một cái sự hiệu ứng lan tỏa nào đó để mà bắt tay nhau đồng ý đằng dưới với nhau rằng là lần này chúng ta sẽ đưa donald trump lên rồi chứ không phải là chỉ có riêng về dựa vào cái cái cái, cái sức của ông ấy nữa đúng không ạ và kể từ thời điểm đó thì chúng ta thấy những thông tin về cuộc chiến nó càng ngày càng bất lợi cho okay ukraine không ai ở châu âu bàn về việc là năm sau sẽ làm gì nato cũng không bàn về việc chúng ta Chốt đơn 10 năm cũng không bàn, đại khái là nó giống như cái thời điểm cách đây 6 tháng khi mà các cái nguồn tài trợ Ukraine nó bị bế tắc, đúng không ạ? Thì châu Âu cũng bế tắc theo, đấy, và tình huống bắt đầu tồi tệ Ukraine từ lúc đấy. Thì chúng ta thấy là từ hôm đó đến giờ, à, khi mà ông Donald Trump bị bắn hụt, ấy, thì tình huống càng ngày càng xấu, càng đen đối với Ukraine. Đúng không, quý vị, đấy, đấy, ít nhất là cảm nhận là như vậy. Cho nên cái sự kiện ông Joe Biden, Biden đóng như từ bỏ cuộc đua này thì nó cũng thêm một cái uh, tin cực kỳ xấu nữa với ông Zelensky, đúng không ạ? Và chúng ta hãy chờ xem chính trường nước Mỹ chưa bao giờ nó lại có nhiều biến động và nó thú vị như vậy và nó sẽ quyết định khá nhiều liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một ngày đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tràn trẻ năng lượng.